Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay chúng ta cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ sắp tới của học kỳ 1 các em nhé. Nội dung chính gồm có 3 chương. Chương 1 đó là ngành động vật nguyên sinh, chương 2 là ngành ruột khoang và chương 3 đó là các ngành giun. Trong chương 1 ngành động vật nguyên sinh, một số đại diện các em đã được học và đã được tìm hiểu đó là trùng roi xanh nè, tập đoàn trùng roi hay còn gọi là tập đoàn von Vogt, trùng dày, trùng biến hình. Chúng có đời sống tự do ở ngoài môi trường. Bên cạnh đó còn có những động vật nguyên sinh sống ký sinh và gây hại cho vật chủ. Thứ nhất đó là trùng kiết lỵ. Thì trùng kiết lỵ này nó ký sinh trong thành ruột của người, gây vết loét ở niêm mạc ruột rồi nuốt lấy hồng cầu. Thì bào sát của trùng kiết lỵ sẽ xâm nhập vào trong cơ thể người qua con đường ăn uống, tức là theo thức ăn nước uống vào trong ống tiêu hóa của người. Còn thứ hai đó là trùng sốt rét. Trùng sốt rét này xâm nhập được vào trong cơ thể của người là do mũi Anopheles đốt sẽ truyền vào trong máu cho người. Khi vào trong máu người thì mỗi trùng sốt rét chui vào trong hồng cầu, sử dụng chất nguyên sinh trong hồng cầu đó để lớn lên, sinh sản cùng lúc cho ra nhiều cá thể mới. Sau đó chúng phá hủy hàng loạt hồng cầu để chui ra ngoài máu thì người bệnh sẽ lên một cơn sốt. Và mỗi trùng sốt rét lại tiếp tục tìm đến hồng cầu mới, ký sinh trong đấy để tiếp tục vòng đời hủy hoại hồng cầu. Như vậy trong chương 1, các em hãy lưu ý ôm thật kỹ phần đặc điểm chung. Thì đặc điểm chung của chúng thứ nhất là cơ thể đơn bào nè, có kích thước hiển vi, phần lớn là sống dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, roi bơi, lông bơi hoặc là tiêu giảm, và cuối cùng nó sinh sản vô tính theo kiểu là phân đôi cơ thể. Phần thứ hai đó là vai trò của động vật nguyên sinh. Ở đây có 5 vai trò cơ bản, các em cũng cần học và ôn kỹ phần này. Kế đến là chương 2 ngành ruột khoang. Thì trong ngành ruột khoang này các em cũng đã được học và làm quen với rất nhiều đại diện như là thủy tức nè. Thì thủy tức sống ở nước ngọt, di chuyển chậm chạp kiểu sâu đo hay là lộn đầu. Và đa số ruột khoang thì sống ở biển như là sứa, thì thích nghi với lối sống là bơi nhanh. Hải quỳ thích nghi với lối sống bám, và san hô cũng sống bám và nó không có khả năng di chuyển. Chúng tạo thành một tập đoàn san hô. Trong chương 2 này các em cũng lưu ý cho cô, thứ nhất là đặc điểm chung, cơ thể của nó đối xứng tỏa tròn nè, ruột dạng túi, thành cơ thể gồm có 2 lớp tế bào và chúng đều có tế bào gai độc để tự vệ và tấn công. Về vai trò các em cũng cần lưu ý ôm thật kỹ phần này. Chúng có những vai trò như là tạo vẻ đẹp cho thiên nhiên, có ý nghĩa sinh thái cho động vật biển, có nghĩa là nơi ở là nguồn thức ăn cho các động vật biển khác. Thứ hai là cung cấp nguồn nguyên liệu voi cho xây dựng, nguyên liệu quý làm đồ trang trí nè, trang sức nè, làm thức ăn cho con người nè, nghiên cứu địa chất. Bên cạnh đó nó còn có những cái tác hại nhất định như là một số loài gây ngứa, gây độc như sứa lửa, sứa chỉ, gây cản trở cho giao thông đường biển như là đảo ngầm san hô. Trong các đại diện của ngành ruột khoang thì em hãy lưu ý kỹ cho cô đại diện đó là san hô. Thì trong sinh sản, san hô có điểm khác so với thủy tức, đó là chòi con không tách rời cơ thể mẹ mà dính với cơ thể mẹ để tạo nên một tập đoàn san hô có khoang ruột ăn thông với nhau. Sau cùng chúng ta đi vào chương 3, đó là các ngành giun. Có 3 ngành giun: giun dẹp, giun tròn và giun đốt. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại ngành giun dẹp như thế nào. Trong ngành giun dẹp chúng ta tìm hiểu đại diện điển hình nhất đó là sán lá gan. Sán lá gan, nơi ký sinh của nó là sống ở đâu? Nó ký sinh ở gan mật của trâu bò. Nó sẽ gây những tác hại như thế nào? Thì chúng sẽ hút chất dinh dưỡng của trâu bò, làm cho trâu bò gầy rạc, chậm lớn. Kế đến chúng ta cùng ôn lại vòng đời của sán lá gan phát triển như thế nào nè. Các em lưu ý, sán lá gan trưởng thành ký sinh ở gan mật của trâu bò và khi đó nó sẽ chui ra ống tiêu hóa đẻ trứng, trứng sẽ theo phân để ra ngoài môi trường. Khi trứng ra ngoài môi trường gặp điều kiện thuận lợi đó là nước thì nó sẽ nở thành ấu trùng có lông. Ấu trùng có lông này sẽ bơi trong nước, tìm đến ốc ruộng và ký sinh trong cơ thể của ốc ruộng. Sau đó nó sẽ rời cơ thể của ốc ruộng,
cho ra nhiều ấu trùng có đuôi. Ấu trùng có đuôi này cũng bơi trong nước, tìm đến rau, cỏ, bèo, vân vân. Chúng sẽ bám vào đấy, và ấu trùng lúc này sẽ rụng đuôi kết thành một cái kén, trong đó chỉ có đầu của sáng. Như vậy, khi mà trâu bò ăn phải rau, cỏ, bèo có kén sáng vào trong ruột của trâu bò lợn, thì kén sáng sẽ nở thành con sáng lá gan. Như vậy, nó sẽ tiếp tục vòng đời ký sinh của nó. Sáng lá gan ký sinh gây hại cho động vật, đó là trâu bò. Vậy biện pháp nào để phòng bệnh cho trâu bò nè? Biện pháp đầu tiên ở đây đó chính là cần xử lý phân của trâu bò, nhất là những trâu bò bị nhiễm bệnh, trước khi chúng ta đem cái phân đó bón cho cây trồng. Bằng cách là gì? Như là ủ phân chẳng hạn. Thì khi ủ phân như vậy, nhiệt độ tăng cao nè, vi sinh vật hoạt động mạnh hơn, chúng sẽ diệt những cái trứng sáng có trong phân đó. Kế đến chúng ta cũng cần diệt ốc nè, đó là động vật trung gian mang mầm bệnh. Xử lý cỏ, rau, bèo để diệt kén sáng trước khi cho trâu bò ăn. Và cuối cùng chúng ta cũng không quên là phải tẩy dung sáng định kỳ cho động vật nuôi nè. Thì đấy là những biện pháp cơ bản nhất để giúp phòng bệnh cho trâu bò. Các em cũng cần lưu ý nhé. Kế đến chúng ta sẽ ôn tiếp sang ngành dung dẹp. Các em hãy ôn lại hai đại diện, đó là sáng lá máu và sáng dây. Trong hai đại diện này các em cần lưu ý. Thứ nhất đó là nơi ký sinh, con đường truyền bệnh. Thứ hai đó là tác hại của chúng như thế nào đối với vật chủ. Và thứ ba, nêu được các biện pháp phòng bệnh. Và hãy lưu ý nè, dựa vào con đường xâm nhập truyền bệnh để chúng ta đề ra biện pháp phòng chống hiệu quả nhất nha các em. Và tiếp tục sau đây chúng ta cùng ôn sang ngành dung tròn. Đại diện điển hình đó là dung đũa. Nơi ký sinh của dung đũa đó là ở ruột non của con người. Về tác hại thì khi nó ký sinh trong ruột non của con người sẽ tranh chất dinh dưỡng của con người nè, ngoài ra còn sinh ra những độc tố. Và đôi khi nếu như bị nhiễm dung quá nhiều mà chúng ta không chữa trị kịp, số lượng cá thể của nó đông, có thể là gây ra tắc ruột. Và đôi khi nó chui đến ống mật sẽ gây tắc ống mật, thì cũng rất là nguy hiểm cho con người. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu vòng đời phát triển của chúng như thế nào nè. Các em hãy lưu ý nè, dung đũa ký sinh trong ruột non của người, chúng sẽ đẻ trứng, trứng theo phân ra ngoài môi trường, sau đó nó phát triển thành ấu trùng, và ấu trùng này vẫn còn nằm bên trong trứng, gọi là ấu trùng trong trứng. Ấu trùng trong trứng này có thể bám vào thức ăn, rau, quả, sống, v.v. do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì khi con người ăn phải những thức ăn mà có chứa ấu trùng trong trứng của dung đũa, thì khi vào ruột, trong ruột non của người lần thứ nhất, nó sẽ nở thành ấu trùng. Ấu trùng này sẽ đi qua máu, gan, tim, phổi. Và lưu ý nè, khi nó đi qua từng bộ phận trên cơ thể của người, nó để lại những tổn thương cho bộ phận đó. Và sau đó nó lại quay về ruột non lần thứ hai, lúc này nó mới chính thức ký sinh ở đây và phát triển thành con dung đũa, tiếp tục hút chất dinh dưỡng rồi đẻ trứng để cho ra những cái thế hệ sau. Như vậy, theo em thì chúng ta cần có những biện pháp phòng bệnh như thế nào nè để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình cũng như là cho mọi người. Biện pháp đầu tiên đó là cần giữ vệ sinh cá nhân khi chúng ta ăn hoặc là uống nè. Như là làm gì? Rửa sạch tay trước khi ăn hoặc là sau khi đi vệ sinh. Hay là rau, quả ăn tươi sống chúng ta cần rửa sạch dưới vòi nước chảy để hạn chế tối đa trứng của giun chẳng hạn, vân vân. Thứ hai đó là cần giữ vệ sinh môi trường nơi ở thật là sạch sẽ để hạn chế tối đa mầm bệnh. Và cuối cùng, chúng ta cần tẩy dung sáng định kỳ, đó là 6 tháng một lần. Sau cùng, các em cần lưu ý. Thứ nhất nè, ôn thật kỹ các nội dung ôn tập ở trên. Thứ hai, trong bài kiểm tra sẽ có 2 câu hỏi vận dụng. Để trả lời được tốt các câu hỏi này, các em cần thứ nhất là đọc kỹ và phân tích kỹ thông tin của đề bài cho, đọc kỹ câu hỏi. Các em hãy lưu ý điều này nhé.